Thể hình thiên đường giúp Mỹ diêm chúa ngao du giao lưu thần tượng hợp đồng triệu đô kết nối bang giao Việt Mỹ doanh nhân trẻ Việt Nam Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. À, như các bạn đã biết á, là ngày hôm qua là Duy có một chuyến thăm tới công ty Lock Radar. Thì để làm những cái video về Lock Radar nhân cái chuyến thăm này thì rất là nhiều. I try to act. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 All right, come on, Duy. Good. Good. Hey, that's 15. That's 15. Too light. Too easy. Too easy. Too easy for you. Ngày hôm nay, Duy sẽ trình bày cái cảm nhận của Duy về một huyền thoại lắp ra đây nha. Cái cảm nhận mấy bạn, cái cảm nhận nó quan trọng lắm. Tao chơi với mày, tao thích mày, tao phải chơi được. Còn một khi tao không thích mày rồi á, tao xúc cho mày chết. Điều đó được thực, được hiện thực qua một cái câu, đúng không? Thương nhau trái ấu nó cũng tròn, mà ghét nhau một hòn nó cũng nó không sao hả? Đó, nên cái vấn đề ở đây á, Duy làm video này rất là ngại. Rất là ngại các bạn. Duy giống như đứng giữa hai cái đàn bạn vậy đó. Tại vì cái nội các cao cấp của công ty Lapra đó, cao cấp nhất là Lee, đúng không? Lee Lapra, một quyền thoại đó, bây giờ là một quyền thoại. Tại sao là quyền thoại? Chút gì nói cho nghe. Rồi kế thứ hai nữa là những cái phó giám đốc, những cái trưởng phòng ở trong công ty, người ta đều theo dõi kênh YouTube của Duy Nguyễn và Facebook của Duy Nguyễn thôi. Đó, mà họ theo dõi, mà bạn biết dân Mỹ mà, người ta muốn tìm cái gì đó thì người ta chỉ cần translate, người ta Google này nọ kia, người ta tìm hiểu rất là nhanh. Nên mình nhiều khi á, anh ngại á, là khi anh xuất hiện trên đây á, với những cái video dạng vlog á, thì nó mang tính chất hài hước, nó mang tính chất thực tiễn, nó mang tính chất phản ánh một cái gì đó của xã hội, hoặc là gamer, hoặc là du lịch, hoặc là bất động sản, hoặc cái gì đó. Thì có thể họ không hiểu cho anh. Họ không hiểu cho anh và vô tình họ đánh giá công ty của anh là công ty trẻ trâu. Anh rất ngại chỗ đó nha. Đúng không? Anh rất ngại chỗ đó. Hôm qua đó, Lee Lock Radar nói với anh một câu á, là Duy rất giỏi. Một thanh niên Việt Nam ở lứa tuổi 34 mà như vậy là tôi rất là ngưỡng mộ, tôi rất cảm thấy rất là giỏi. Nhưng mà cái câu đó Duy nghĩ nha, nếu mà xã giao thì cũng được, mà không xã giao thì cũng được. Nhưng mà đối với Duy á,
liệu tới năm 60 tuổi Duy có được như Lockdown bây giờ không? Anh không nói về tài sản, anh không nói về địa vị, nhưng mà anh chỉ nói về cái tinh thần làm việc thôi. Bạn biết không, Lockdown năm nay ngoài 60 rồi. Ngoài 60 rồi, nhưng mà rất là nhanh nhẹn, rất là hiền, rất là gọi là một cái cảm nhận nhìn vào á. Khi mình gặp người ta thật ở ngoài đời vậy, mình biết được mày. Một cái cảm giác rất là thân thuộc, rất là family. Rất là family, đúng không? Đó là cái cảm giác mà Ly mang đến cho Duy. Duy cảm thấy như vậy. Mà liệu rằng 5-6 tuổi Duy có được cho Ly hay không? Có hàng ngày vẫn đến office làm việc này nọ, hòa đồng với nhân viên, chia sẻ với nhân viên này nọ kia các kiểu. Good, Duy. Okay, good. Oh. You want to do something? Yeah, am I gonna be able to do it? Yeah, you can. Listen. I meant this. My shoulder. No. Nope, okay. No, I'm fine. Yeah, don't. I don't know what positions I can get into. I won't even go down that far. Just, this is fine. It's okay. Fine. Go down less. Just go. Just do the top part. Yeah, right there. Just for tricep. Okay. Nhưng mà thật sự cái cuộc sống mà nó có như sự so sánh. Bởi vậy Duy thích đó, Lapada là từ chỗ cái gì các bạn hiểu không? Từ cái đam mê về thể hình. Thiếu trai công ty, đúng không? Nó thì các bạn ở bên Mỹ này công ty về thật ngũ xuống nó đầy. Nhưng mà trong cái đống đó đó thì mình thấy cái nào nó thích và thấy cái nào nó phù hợp với triết lý của mình thì mình gọi là mình đeo đuổi thôi. Chứ còn bây giờ mà hỏi tại sao Duyên bán này bán kia, cái đống bán thôi, bán sao hết nổi, đúng không? Nhưng mà ở Ly Lắp Đa là gì? Từ một cái quyền thoại về thể hình, nó làm ra một cái thương hiệu quyền thoại. Giống như Duy Nguyễn nha, Duy Nguyễn đến từ thành và Duy Nguyễn làm một cái BBT. Yes. Hai cái đó khá là ná là giống nhau, đúng không? Và Ly Lắp Đa đã đam mê cả đời, cống hiến cả đời sức lực cho ngành của mình đeo đuổi. Và Duy Nguyễn cũng vậy. Và Duy Nguyễn cũng vậy, nhưng mà hai hướng khác nhau. Ngày xưa Ly Lắp Đa là vận động viên thi đấu, còn bây giờ Duy không chọn hướng thi đấu đó, Duy chọn hướng khác để tiếp cận. Đó, hiểu không? Và sản phẩm của Lapada, Duy thích nhất cái dòng Lean Body. Thích nhất cái dòng Lean Body trên đời, không có cái dòng nào giống dòng Lean Body đâu. Đó, nên các bạn thấy những cái nó tương đồng. Nó tương đồng, nó dẫn tới về mặt cảm xúc. Nó dẫn về mặt cái cảm xúc thì bắt đầu động lực. Bây giờ Duy làm cái video, Duy nói ra những cái lời này. Nói ra những cái lời này. Tại những cái lời nó chạm đến trái tim, mà nó chạm tới suy nghĩ, chạm tới khối óc của Duy. Về một cái hình tượng Lean Lapada. Một người bằng xương, bằng thịt mà gặp ngoài đời. Đúng không? Ngày xưa đó Duy thích những cái người vậy đó, gân guốc. Nó thích nha bạn, tại Duy cũng gân mà. Thích gân guốc thì nó mạnh mẽ. Nhưng mà người ta từ gọi là gì ta? Không phải là họ giàu sẵn, đúng không? Mà họ lao động, họ có được cái đồng tiền, rồi họ phát triển, họ duy trì cái thương hiệu đó. Bây giờ nó overseas, nó đi khắp thế giới. Nó rất là một cái gì đó rất đáng để mình học hỏi. Còn mình học hỏi bằng xương, bằng thịt, mình nhìn nhận như vậy thì nó sẽ có lợi cho chị hơn lứa tuổi 3-4. Còn bây giờ ảo vọng tối ngày mẹ tay bên chót này nọ, không biết có con khỉ gì. Bây giờ mấy bạn trẻ ở Việt Nam cũng vậy, không tối ngày ảo vọng tới cái gì đó cao xa, nó không hề phù hợp với mình. Thế làm sao mà thành công được, đúng không? Mình chỉ cần thấy cái thằng nào trước mặt mình, hay là cái người nào mình thấy được, mình biết được, thì nó mới thực tiễn được cho mình. Đó, cái đó là cái cách để mà chọn học hỏi. Mà Ly Lắp Đa, ví dụ nếu mà là tuổi á thì cũng là đá cha Duy rồi chứ. Wow. Ngoài 60 Duy 34, để sinh lấy vợ đẻ con 24 tuổi chị bình thường. Đó, về mặt đối tác là mình hợp tác làm ăn với nhau, nhưng về mặt gym là thần tượng của Duy. Còn về mặt đời á thì đáng là cha Duy. Đó là những cái hình ảnh mà Duy rất là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ về Lạc Đa, không phải ngưỡng mộ ở cái huy chương, không phải ngưỡng mộ ở cái này cái kia, không phải một cái danh vọng của thể hình, nhưng mà ngưỡng mộ về cái cách sống, cái cách làm việc và cái cách mà gọi là cảm động, cái cách mà Ly dành cho Duy trong cái lần gặp đầu tiên. Mà Duy có mời gia đình Ly vào Việt Nam mới có đi không nha, nó không biết. Khi mà tập luyện với Ly á, khi mà tập luyện với Ly á là Ly rất là sẻ chia. Ly không có gọi là hơn thua này nọ, tao đây là Mr. Olympia hay là ta đây là vận động viên chuyên nghiệp, ta quyền thoại thôi, không có. Ly chia sẻ với nhân viên, đối với Duy thấy cái cách nói chuyện giữa Ly với nhân viên của Ly nó giống như là friend vậy đó, giống như anh em vậy đó. Wow. Giống như anh em vậy đó. Nên những cái công ty của Ly nó nhìn nó rất là, nói chung là rất là friendly và rất là này nọ kia, và mang cái thiêu cái cảm giác
cái cảm giác mà giống như là mình rất được tôn trọng. Mình rất được tôn trọng. Mặc dù mình chỉ là vua về nhì thôi. Cái thị trường của Việt Nam này thua Ấn Độ 3 năm liên tiếp gì cây em chứ. Nhưng mà không cách nào cản được Bất Tòng Tâm các bạn. Ấn Độ nó 1,3 tỷ dân. Ủa, Việt Nam mình có 96 triệu người. Mà hả, Việt Nam mình còn nghèo hơn nó nữa. Cái thị trường của nó ra Việt Nam luôn là vua về nhì. Đó, vì đã cố gắng nỗ lực 5 năm, 4 năm. Đó, nhưng mà vẫn không được cái số 1. Tức chịu không nổi. Nhiều khi nữa đem thăng thức trần trọng giờ có kế nào không ta? Vui gì vậy hoài, cúp ở nhà treo có đóng rồi đó. Mà toàn cúp bạc không à. Thiệt năm ngoái gì bù không mày. Năm ngoái gì bù giả mang luôn. Cầm cái cúp bạc phát một, nó chả muốn khoe. Mà đường đường là gì? Đúng không? Công ty BBT là công ty phân phối top 2 thế giới. Có giỡn hả? Top thế giới chứ phải top thường đâu. Thị trường nội địa của Mỹ không à. Nhưng mà khi đi xuất qua đó, xuất qua thế giới thì người ta có sự phân chia. À, cái distributor nào tóc máy, tóc máy, tóc máy, nó rõ ràng. Mà mình nhìn vào đó để mình có sự phấn đấu trong cái giới mà giới làm ăn thôi. Giống như mày có thua mày hoài tao tức chứ. Nhưng mà tập thể công ty của Ly á, nói chung hành nên dừng đây đi. Ở công ty của Lazada có này hay lắm mà. Nha. Ông chủ tên là Ly. Ly Lazada. Rồi nhân viên cấp dưới ông chủ cung cấp thôi tên là Bruce. Vậy hai ông ghép lại Bruce Lee. Biết ai không? Yes. Biết ai không? Bruce Lee. Thì nói chung là giờ mình tạm nói đi, Bruce là phó tướng của ông Lee đi ha. Rồi ok, cho dễ hiểu. Thì cái ngày đầu tiên mình về đến đây nè, là mình hiểu không? Cái cảm giác không giống như giờ tới tao thăm mày, tao quăng địa chỉ cho mày, tới mày alo tao phát ra tao đón mày, mắc khỉ gì tao quan tâm mày tao lơ vậy. Đó. Xong rồi cái lúc đó đó là rút nhắn tin. Bên đây nó xài là cái WhatsApp này. Nhắn tin hỏi là đang ở đâu vậy Duy này nó kia rồi. Khi nào bạn đến đó. Còn tôi chưa biết nữa, cũng đang chuẩn bị đi nè. Mình Việt Nam mà qua đây rồi hơi khó khăn. Xong rồi cái đi hỏi là đi chưa? Nó à đi à đi giờ chỉ đường đó bạn. Trời chỉ đường nè bạn, đi tới đường này. Xong rồi tới được Hawaii 45 đi xuống xong rồi tới ngã rẽ mấy chục quẹo vô tới đó rồi, vô cái đâu tao rồi đâu tao là bút cái sạn mày ABC kiểu mình đợi ở khách sạn dẫn em tối. Nhiệt tình với cha. Ông nhiệt tình như vậy. Tại sao? Đi một cái quãng đường. Cái quãng đường 400 cây. Cái quãng đường 400 km. Biết chừng nào mới tới, đúng không? Biết bao nhiêu biến cố trên đường, chạy đâu phải nghỉ nữa chứ. Biết chừng nào hẹn, đúng không? Google Maps bảo 4 tiếng, ai biết được chừng nào phải đấu 4 tiếng không? Hẹn bài của nó cho chết bà. Xong rồi chưa biết khách sạn mình đi tìm sao, ông mày nó tôi nghĩ chứ mà đi Việt Nam đâu tôi hẹn nó được. Đó. Ví dụ như tôi ở Việt Nam tôi biết chắc chắn là địa bàn tôi rồi. Tôi tới cái mọc xong rồi, còn tôi ở Mỹ phải mò rồi nữa. Vô khách sạn này nọ tùm lum đường hết. Xong rồi phải check in, check out, check in xong rồi. Trời ơi. Rút nhắn tin hỏi liên tục. Bạn đang ở dặm thứ bao nhiêu vậy? Bạn đang ở mai, nắng mai bao nhiêu? Bao lâu nữa bạn đến, bao lâu bạn đến, này nó kia. Nói, bạn tới sớm đi tôi dẫn nguyên nhà tôi ra luôn. Wow, bạn dữ. Ghê vậy cha. Ôi chưa, ông chưa gặp lần nào, ông chơi nhiệt tình quá vậy. Nói, dẫn nguyên nhà ông luôn hả? Nói thôi, không được đâu, tới trễ lắm, 8 giờ tối mới tới. Ôi vậy được, 8 giờ tối mình chờ luôn, mình đi mình. Mà cái điều mà như làm việc gì nhận xét chung á, những cái nhân viên mà người ta bị trắng á, người ta rất là nice. Người ta rất là nice vậy, người ta qua Việt Nam tắt nay mà người ta bên này tắt nay. Mấy ông thì phải một ông đó. Tất nhiên là mình đang làm về lockdown thì nó được lockdown thôi. Hey. Xong rồi. Tới đó khi mà Duy đậu cái xe mạc xuống, bảo vệ nó ra nó xúc. Đó, xúc xong rồi gì nữa ta. Xong vô check in phát. Mới tới quầy tân xách ba lô đi kéo rộng rộng vô. Vỗ dai cái Duy không kêu gì đâu, Duy trời ơi, hắn vỗ dậy bực, đợi nãy giờ lâu rồi, Duy tao kêu gì đó, Duy chứ không kêu gì nha. Ok rồi, bây giờ chết giờ tao 15 phút đi. Check out xong rồi, check in xong rồi xuống. Đó, xuống xong rồi đi ăn, rồi ăn dẫn bộ đi ngoài vui lắm, rất là đang đứa thân thiện, rất là đời lắm. Nói chung là cũng chả có ăn mặc gì đâu cao sang. Bởi vì các bạn thấy ông Duy đi bên này chứ không phải mang đồ vét hay là gì đó. Tại vì biết cái xứ này á, nhất là những công ty về nó về nutrition phải này về gym á, người ta ăn mặc đồ sport không à. Thậm chí người ta qua bên công ty Duy người ta mặc đùi tới gặp Duy nó mới ghê chứ đó. Nên qua đây cái mặt đơn giản nọ ăn, nói chuyện rất là friendly, hỏi thăm này nọ kia các kiểu.
Đó, cái đó là buổi gặp được tiền trạm đó em. Tiền trạm. Xong rồi vô khách sạn ngủ đêm, rồi qua buổi gặp thứ hai là gặp nguyên công ty luôn. Từ A tới B, từ C tới D, quá trời người luôn. Ai cũng biết gì hết. Nguyên công ty ai cũng biết gì hết. Tại vì sao? Thứ hai nhất á, đi là top 2 mà. Top 2 là khách hàng VIP, nó top 2 thì đương nhiên là tất cả một phần ta đều biết. Cái thứ hai nữa là gì, là model nổi tiếng ở Việt Nam. Đó, người ta dùng chữ model. Tao đâu biết thành model khỉ đâu má. Má chẳng qua mạng chính gió thôi, model cái gì biết đó. Má nói là gì, Duy Nguyễn có một kênh YouTube rất tuyệt vời này là kia. Rồi thôi tôi follow bạn xem này, tôi kiểu thân thiện lắm. À, xong rồi Ly á, lúc đó là Ruth với Ly mấy người đó. Nhưng mà Duy chỉ nói là Ruth Ly thôi, mấy người kia thì nó tên nó không có giá trị thương mại. Nói chung không phải có giá trị thương mại mà nó không có sâu sát trong câu chuyện này nhiều, hiểu không? Dành cả ngày luôn mà không làm ăn gì, mấy đơn hàng khác, mặt hàng kệ mẹ để đến làm đó, dành cả ngày giới thiệu này nọ, kho bãi kho tàng các kiểu, ngồi nói chuyện chém gió trên đời dưới nước này nọ, tập gym chung. Cái vấn đề tập gym chung Duy sẽ làm một video riêng, tại vấn đề đó nhiều cái yếu tố để nói mà. Tập gym chung này nọ kia, cái buổi tập gym này là một, có thể là một buổi tập gym mà suốt cuộc đời Duy vẫn nhớ, đúng không? Được tập gym với huyền thoại đó bạn, đâu phải giỡn được trời, tập gym huyền thoại đó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Your turn, Duy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Okay, your turn. Your turn. Nhưng mà cái quan trọng á là cái quyền thoại đó, người ta đối xử với mình như thế nào. Nó người ta đối xử với mình là friendly hay là họ chỉ à tại cho mày pha nó mộ tao tới chụp mày tấm hình thôi gì biết mẹ đi Duy ơi. Cái đó khác, đúng không các bạn? Đó là lúc đó là Ly á có thằng trai tướng bự, cái tay gấp đôi đường Duy luôn các bạn, có chụp hình chung luôn. Tướng đó bự ác thì chứ, lúc hồi nhỏ hồi đó thi fitness tướng đẹp, giờ sau nó thi chuyển qua bodybuilding với em. Trời má, nhìn đó nó bự kinh khủng, đứng gần không dám đứng luôn. Rồi được cái mà đẹp trai thôi, chứ gặp bao nhiêu không đẹp trai gì cũng chạy cho hình chung luôn. Đó là lúc đó là Ly á điện thoại alo, con đã ra quả tới gặp khách VIP của cha đây đã. Xong rồi chạy vòng tiếng sau mới tới, xong có bà vợ nữa, có bà vợ nữa. Ủa, gia đình tao liên quan tới công ty, đúng không bạn? Gia đình tao chả liên quan tới công ty á, không có liên quan tới công ty. Thí dụ như giờ đó mà trên cấp độ đối tác thì chẳng qua thì giờ tới cùng lắm ra gặp cái thì uống nước anh trà bánh thôi, đâu làm ghê vậy. Nhưng mà này người ta mời cả gia đình tới và người ta giới thiệu mình này nọ kia, và gia đình họ bỏ thời gian rồi friendly với mình này nọ kia, ai cũng có việc hết, nguyên gia đình tới luôn. Cái thứ cảm xúc đó, thứ cảm giác đó, bạn nghĩ sao đây? Cái đó nó vượt qua được, nó vượt qua khỏi là đối với gì vậy, nó vượt qua khỏi là cái mối quan hệ làm ăn bình thường, mà nó nằm ở cái tầm bạn bè rồi, đúng không? Cái tầm bạn bè rồi. Gọi là mình thân như vậy, mình friendly như vậy, mà tất cả mọi thứ nó đều như vậy mà hả, mình không có làm đẩy cái mối quan hệ lên ổn bạn, đúng không? Chừng nào tóc mọc đây nè, thực tế làm vậy nha. Còn cái nữa đó là cái bữa ăn, cái bữa ăn mà ở bên cái công ty của Mỹ á, bà cũng đừng tưởng nó còn cao sang, nó cũng bình thường, nó nói chung mà người ta sống rất là giản dị, mà người ta sống cũng như giống như người ta rất là siêng làm các bạn, người ta rất là siêng làm chứ không phải là cái dạng Việt Nam mình đi khắp tới tối ngày đủ ra ngoài nhậu, thật sự Duy ghét lắm luôn á. Nếu mà ông Ly lắp ra ngày hôm qua đó, bọn đặt Duy một cái tiệc nào đó đâu đó mà kêu Duy ra Duy ăn uống cái đó là thôi, nó giá ông này bình thường. Đánh giá này bình thường, nhưng mà cái quyền thoại nằm ở đây á, là cái chỗ là ông sống giản dị như thích vậy đó, sống giản dị cái phong cách rất giống Duy Nguyễn. Ủa lộn lộn, Duy nhỏ hơn ổng nên Duy Nguyễn giống ổng đi, đó đúng không? Người ta đường đường, người ta giám đốc, ta là trưởng phòng, ta là phó giám đốc này ở kia, biết ăn gì không? Biết ăn gì không? Ăn gà nướng hết rồi đó, ăn gà nướng với củ khoai lang. Trời đất ơi, hôm qua gặp ông kia lần rồi, hôm qua gặp ông rút ông mời Duy ăn gì qua này, ăn steak là một cái tết á đó. Xong rồi ổng kêu cho Duy một phần gấp đôi của ổng,
Nó phải thấy chắc coi lên mạng nha, ông này coi live stream. Ông này coi live stream thấy gì ăn nhiều. Đó. Nên cái kêu cho gì phần bò bít tết. Cái phò phần đó bự gấp đôi lần ổng. Ổng ăn như để ý, ổng ăn với potato. Potato, potato là như là khoai tây. Đó. Ổng ăn rất đơn giản. Tinh bột ăn với potato rồi protein ăn bò bít tết. Thật. Buổi tối. Còn hôm qua là buổi trưa, ăn khác. Buổi trưa ăn gà nướng. Gà không biết gà mấy đô thì không biết. Nói chung là ức gà nướng. Đó, nướng lên. Đó, xong rồi ăn với củ khoai lang. Ông củ khoai lang khá bự á. Đó, họ lột vỏ khoai lang ra, họ bầm nát, họ xúc như cơm vậy. Xong bữa trưa, 10 phút. 10 phút. Đúng không? Sống như vậy không giàu mới lạ đó. Nó thật sự với bạn luôn á. Duy rất thích cái lối sống mà nó healthy như vậy. Chứ còn bây giờ sống mẹ gặp gỡ khách hàng tối ngày ra quán nhậu nhẹt đồ, nó rất là ư là Việt Nam. Mà tôi có đánh giá thật luôn, rất ư là cụ bọc luôn. Tức là ví dụ như mình sống, mình trải thời gian mình qua những cái đó, nó không có nghĩa gì cả bạn. Bạn nhà lỏng, bạn nghe có đúng không? Ít ra họ làm như vậy. Không phải là họ làm quần quật, họ vừa làm vừa chơi. Tức là họ làm rất là thoải mái. Làm rất thoải mái là nhân viên trong đoạn nhỏ, document nó nhỏ. Nó vô nó soạn cà cạch cạch, xong ra ghẹo anh cái. Xong vô soạn cà cạch cạch, xong đi vòng vòng ghẹo này ghẹo kia cái. Ông đâu có xài giám đốc đâu. Trời đất ơi, giám đốc vỗ da để kêu li. Thôi, như gia đình vậy. Làm gì rất là thoải mái nè, không có áp lực gì trơn trội á. Còn sau lưng có chửi nhân viên không, gì không biết nha. Nhưng mà theo những cái gì Duy hiểu về người Mỹ á, họ ít khi nào họ chửi đó. Họ quyết định nè, cho ít khi nào họ chửi. Và chửi nó tổn thương mà. Giống Duy vậy, Duy đâu chửi ai đâu. Lên mạng diễn thôi. Chứ nhân viên của Duy bảo đảm Duy không bao giờ Duy nói nặng câu nào hết á. Oh really? Duy kêu lính nó nói rồi. Mình nói nặng nó giận mình sao. Nói về trang phục Ly lắp ra, trong một cái trang phục cũng rất là lắp ra luôn. Five, six, seven, eight, good, nine, ten. More white. You can't do it. His hand's not big enough. Okay, no, I'm talking to him. His hand's not big enough. Yo, quá bự. Xong rồi anh lắp ra thấy Duy mặc nguyên cái cây THOL luôn á, kêu là tho. Xong rồi đó trời đất ơi, sao Duy ơi, mày trẻ mà mày làm răng nem tốt vậy Duy? Mày làm răng nem tốt thiệt luôn á. Nói biết sao làm răng nem tốt không? Ở gần Trung Quốc á. Ở gần Trung Quốc. Ở sao? Ở gần Trung Quốc muốn sản xuất cái gì cũng được hết á. Mấy cái đồ mà cùi cùi là Trung Quốc làm hết. Ở vậy hả? Trời ơi, chứ tao bên Mỹ này giờ nó quýt lộn từ lưa học dưa hết. Đồ Trung Quốc nhận hơi khó á. Chứ chịu thôi chứ giờ sao giờ. Mỗi nước mỗi khác. Đã thấy không? Bên Lazada cũng làm áo, cũng làm nón, cũng làm bình, cũng làm kia. Nhưng mà bảo đảm bạn không khủng bằng THOL đâu. Chính ra THOL làm mấy cái này mới ghê. Thương hiệu THOL nó phủ nhiều hơn. Nó về ghim que có, về bót có, về nón, về áo, về quần có. Đúng không? Ở đây thì Duy cây THOL nhất thôi. Đó. Hôm qua mà Duy vô khoe với Ly một cái vớ THOL, ổng sợ luôn em. Tao lại mày. Quá sợ. Thôi, bây giờ nói cho mày xin đi Duy. Giờ mày gửi cho tao thương món đi. Mày gửi tao thương món đi để tao làm video tao quảng cáo thò luôn. Được, cái này được, cái kèo này được, ok. Về alo, kêu lính nó quất cho mấy chục bộ luôn. Đem qua, lên đây làm quảng cáo. Nói chung là cái phần tặng quà qua lại là phần phải có, không có gì để nói cả. Nhưng mà ý anh nói ở đây á là Ly lắp ra trong một cái trang phục rất đời. Có những tấm hình chụp chung đó bạn, trang phục rất đời. Chỉ là cái áo lắp đa bình thường này nọ, quần này tập thôi. Xong rồi tôi rủ Duy tập gym á thì ông thay bộ đồ ra tập cũng rất là đơn giản. Giản dị tập cũng nhẹ nhàng thôi. Đó, tại vì chia sẻ thêm này nọ kia các kiểu. Ở bên bản có một số máy Việt Nam có mà. Tất nhiên cái phòng gym của lắp của Ly thì nó không có sang. Mà đại đa phần bộ phận nó tất cả những cái hãng bên đây á, phòng gym nó chạy đó bạn. Tại vì phòng gym là cái nơi mà để cho nhân viên nó tập. Chứ không phải là họ kinh doanh về gym, hiểu không?
không phải kinh doanh về riêng, còn muốn riêng mà sang là riêng thương hiệu ra ngoài đây thì đồ mới sang được, còn máy móc trong đó thì nó mới rất là cổ điển, các bạn cũng thấy rồi đó. Nó nói thật sự với bạn, vẫn nói một câu thôi, không biết năm 60 tuổi Duy có được như Ly bây giờ không? Ở về cái thần thái, ở về cái sức khỏe, ở về cái độ mà gọi là quản lý điều hành thân thiện gia đình, nó happy lắm mấy bạn, đúng quý lắm này nọ, con cái này nọ nó đối xử với cha mẹ rất là được. Hôm qua nhìn thằng con nó tạm biệt con bố, tạm biệt ôm nụ hôn mi gió một cái, nói vài câu nữa Merry Christmas này nọ các kiểu. Có thể là văn hóa người ta nó không vậy, nên những cái gì đó như nó luôn là thành những cái thước phim, những tấm ảnh để sau này mình nhìn, nó là cái memory, là cái kỷ niệm, nhưng mà nó là cái động lực để cho Duy nói riêng và các bạn trẻ thì nói chung, chúng ta phấn đấu, chúng ta làm một con người nó hữu ích và nó thành công, chứ đừng có ảo vọng để mà chết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.